Thưa quý vị, vào khoảng 22 giờ 10 phút đêm qua ngày 29 tháng 7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại giai đoạn 1, công ty than Hòn Gai TKV thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân tử vong. Theo thông tin từ Thanh tra Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Ninh, nguyên nhân sơ bộ khiến 5 công nhân tử vong do lò chợ tụt lở, vùi lấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến hiện trường phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam triển khai công tác cứu hộ. Cho đến 5 giờ 28 phút sáng nay, 30 tháng 7 đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự cố đã khiến 5 công nhân tử vong. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu đồng một gia đình. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định. Trong 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 46 trận động đất, gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Trước tình trạng này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chủ động khắc phục hậu quả động đất tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Công điện nêu, trong các ngày 28 và 29 tháng 7, đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất lớn xảy ra lúc 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7 với độ lớn 5 độ Richter, gây một số thiệt hại về nhà ở, ảnh hưởng đến tâm lý người dân trong vùng, đặc biệt là khu vực gần tâm chấn động đất. Với sự việc này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi đến nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, đồng thời yêu cầu Ủy ban dân tỉnh Kon Tum và các địa phương trong khu vực ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng, tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông chỉ đạo kiểm tra, triển khai công tác khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn hồ đập, công trình giao thông, nhất là các hồ đập, hồ chứa nước, công trình giao thông tại khu vực gần tâm chấn. Thủ tướng cũng giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu phối hợp với các cơ quan chức năng và huy động các chuyên gia, nhà khoa học làm rõ nguyên nhân động đất gia tăng bất thường trong khu vực, kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng và người dân, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng gây hoang mang, bất ổn trong nhân dân. Từ hôm nay 30 tháng 7 đến ngày mai, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Đặc biệt trên các sông suối nhỏ, thượng lưu khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét ở khu vực miền núi phía Bắc. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình và Thái Nguyên, mưa lớn kèm theo dông lốc trong mấy ngày qua đã làm 3 nhà thiệt hại, 350 nhà bị ngập, 565 con gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi. Một số các tuyến giao thông địa phương bị sạt lở, ngập úng và một số các thiệt hại khác. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với lượng mưa lớn liên tục mấy ngày qua và kéo dài trong những ngày tới, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đánh giá, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị và thành phố tại các tỉnh khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, đồng thời xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Trước tình hình trên, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ tiếp tục theo dõi chặt thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Các tỉnh cần triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du, tổ chức tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Thưa quý vị, các bậc phụ huynh nên cảnh giác trước bệnh ho gà khi từ đầu tháng 7 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận tới gần 400 trẻ mắc bệnh này đến khám và điều trị. Trong đó, phần lớn các trường hợp mắc là trẻ em dưới 1 tuổi, chưa tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng bệnh. Hiện tại, Trung tâm đang điều trị cho gần 40 trẻ mắc bệnh ho gà, trong đó có một bệnh nhi nặng cần phải thở máy. Các bác sĩ cho biết, ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường gặp ở trẻ nhỏ. Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm long đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Cơn ho ngày càng trở nặng và trở thành cơn ho kịch phát trong khoảng từ 1 đến 2 tuần, kéo dài từ 1 đến 2 tháng hoặc lâu hơn.
bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời. Trẻ điều trị càng sớm càng nhanh khỏi bệnh và ít có nguy cơ biến chứng. Những ngày vừa qua, nhiều phụ huynh đã gửi đơn bày tỏ sự bức xúc sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tỉnh Thái Bình có kết quả không phản ánh đúng kết quả làm bài của học sinh. Ngay lập tức, tỉnh Thái Bình cho biết sẽ giao đoàn kiểm tra liên ngành vào cuộc xác minh, làm rõ những bất thường liên quan đến việc này. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết sẽ ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh đơn tố cáo của công dân, đồng thời làm rõ những bất thường, lùm xùm liên quan đến điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại địa phương này. Trước đó, nhiều phụ huynh giáo viên các trường cấp 2 trong tỉnh Thái Bình đã bày tỏ bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của thí sinh. Do đó, gần 2.000 thí sinh đã làm đơn xin phúc khảo. Ngày 16 tháng 7, kết quả phúc khảo điểm thi cho thấy nhiều bài thi của thí sinh bị chấm sai. Sau khi phúc khảo, điểm các môn, đặc biệt là môn toán văn, chênh lệch rất cao so với điểm số chấm trước đó. Nhiều thí sinh được tăng từ 5 đến 6 điểm so với điểm chấm trước đó. Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày với 3 buổi thi thay vì 4 buổi như hiện nay. Trong đó, một buổi thi môn ngữ văn, một buổi thi môn toán, một buổi thi hai môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12 tổ hợp tự chọn. Căn cứ các môn thi đã được công bố tại phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì sẽ có tới 36 tổ hợp tự chọn. Cũng theo Cục Quản lý Chất lượng, để bảo đảm việc sắp xếp phòng thi là tối ưu, hạn chế tối đa việc di chuyển của thí sinh, các địa phương cần tiến hành khảo sát nguyện vọng đăng ký môn thi của thí sinh sớm từ tháng 12 năm 2024 và xây dựng các phương án phòng thi bố trí thực hiện thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả khảo sát nguyện vọng của thí sinh, các sở giáo dục đào tạo có thể tiến hành dự kiến phương án sắp xếp địa điểm thi, bảo đảm nguyên tắc các thí sinh dự thi cùng tổ hợp, tự chọn sẽ được sắp xếp cùng một phòng thi. Một trong những điểm mới về đề thi từ năm 2025 theo Bộ Giáo dục Đào tạo là việc xây dựng thư viện, ngân hàng câu hỏi thi có tính mở. Câu hỏi nguồn được đóng góp mở từ mọi nguồn lực có thể trong ngành, tạo ra thư viện mở. Bộ Giáo dục mời các chuyên gia lựa chọn tạo đề thi. Đề thi sẽ được thử nghiệm trên diện rộng tại các địa phương, sau đó lựa chọn câu hỏi tốt qua xử lý kết quả bằng lý thuyết khảo thí để đưa vào ngân hàng câu hỏi thi đóng. Từ thư viện, ngân hàng câu hỏi thi là cơ sở để xây dựng đề thi cho các năm.